chỉ chính cho bà xã của em. Cưới vợ rồi hả? Vâng, kỳ đó, hồi đó là em phát hiện bà xã có bồ. Vâng, thì thôi em rất dừng lại. Khi mất lòng tin rồi thì... Yêu nhau 6 năm rồi cưới nhau. Dạ. Rồi phát hiện bà xã có bồ. Có bồ thì thôi em xác định rồi thì hôn nhân không tin tưởng nhau thì thôi em cưới nhau bao lâu thì phát hiện ra điều đó. Oh. Dạ, xin chào chị Vân, anh Hoàng Linh và lên. Quý vị khán giả. Em ngồi đi. Anh Bình chết rồi, tôi tưởng diễn đi Hàn Quốc không à. Mời đàn gái giới thiệu về mình trước đi. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Mai Thị Hà, quê ở Thanh Hóa. Hiện tại thì em là giáo viên dạy môn âm nhạc. Em năm nay 31 tuổi. Còn em giới thiệu về mình cho mình đàn gái biết đi. Dạ vâng, em xin chào anh Quyền Ninh, chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào bạn gái bên Tấm Rèm cùng tất cả khán giả trường quay. Vâng, em tự giới thiệu em, tên đầy đủ là Vũ Mạnh Quyết, năm nay 37 tuổi, nguyên quán Hà Nội và hiện tại đang sinh sống tại thành phố Nha Trang. Quyết hả? Quyết tâm anh. À, quyết tâm á hả? Dạ vâng. Quyết làm gì? Em nghề nghiệp về em kinh doanh vận tải, mà chủ yếu là khai thác tour trong thành phố. Tức là công ty của em hay là sao? Vâng, em công ty của em. Dạ. Công ty của em luôn, em làm giám đốc luôn. Vâng. Quyết giám đốc 37 tuổi, kinh doanh du lịch. Để bên đàn gái người ta giới thiệu về bản thân trước nè. Tại vì cái cô này, cổ giống như là một cái cô diễn viên bên Hàn Quốc vậy đó trời ạ. Em nói cho chị nghe coi, em cái điểm mạnh của em là gì? Em biết hát, nói chung em dễ tha thứ và em dễ chịu với người khác. Rồi, còn điểm yếu? Em sống tình cảm quá, nên là em nhiều khi cũng hay bị buồn. Với lại có một cái điểm yếu nhất là em canh giờ hơi dở. Tức là em không biết canh giờ, tức là em hay bị trễ đúng không? Dạ. Bị trễ hẹn đó đúng không? Trễ khoảng 15 phút rồi. Em có hay khóc nhè không? Dạ, dạ có. Có đúng không? Sống tình cảm quá cho nên là rất dễ khóc nhè. Không có tật xấu gì không? Dạ, hình như là không. Không có tật xấu gì luôn. Đằng ấy ơi, Quyết ơi, em nghe chưa? Vâng, không em nghe chị. Không có tật xấu em ơi. Dạ, vâng. Rồi, Quyết nói cho em gái biết đi. Ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì? Điểm mạnh của anh là thuộc trách nhiệm gia đình và thích nấu ăn, sống tình cảm, em có tài lẻ như ca hát và thể thao. Em có tật xấu gì không? Tật xấu là em có tính cả lẻ. Cả nể cũng đâu phải tật xấu đâu, đôi khi cái thế nào thương hại, đôi khi cũng bị mất hoài. Mất gì? Như tiền bạc chứ anh. Cũng vậy hả? Gì? Hay bị mất tiền hả? Em hay ở chỗ nào vậy? À, tôi biết cái chỗ em ở, tôi lĩnh tiền giùm em. Vâng. Nói nghe nè, em có biết cái điểm yếu của em là gì không? Nói nhanh. Em nói nhanh quá. Dạ, vâng. Chị hỏi em chút xíu nha. Cái tiêu chuẩn của em là như thế nào? Tiêu chuẩn em cũng rất đơn giản thôi. Rồi, chiều cũng ở chiều cao, 1m6 trở lên. Địa lý từ Sài Gòn trở ra. Cân đối được tí, được 3 vòng càng tốt, không 3 vòng thì 1 vòng thì được đầy đặn tí chị. Đầy đặn, khung trang đầy đặn nét ngày nữa nè. Giống như chị ấy nhỉ. À, giống như chị. Dạ. Ê ơi, nó hơn chị nhiều lắm. Nó hơn chị nhiều lắm nên em yên tâm nhá. Không, nói thế chứ ngày xưa Vân hơn nhiều người lắm. Vân là hoa hậu đấy. Trời ơi. Hai là hoa hậu đấy. Tôi không cần ông phải giới thiệu. Bây giờ thì nó cần hơi cao bây thôi. Bây giờ tôi đang mai mối cho người ta ông. Thế giận chứ bây giờ em nói cho bạn gái này biết về cái những mối tình của em đi. Ừ, đường tình duyên đấy. Mà báo cáo chị là em có 20 tình. Thứ nhất là 6 năm. Vâng, thì chính là bà xã của em. Cưới vợ rồi hả? Dạ. Vâng, thì hồi đó là em phát hiện là bà xã có bồ. Vâng, thì thôi em cũng rất dừng lại. Khi mất lòng tin rồi thì... Yêu nhau 6 năm rồi cưới nhau. Vâng. Rồi phát hiện bà xã có bồ. Có bồ thì thôi em xác định rồi, hôn nhân không tin tưởng nhau thì thôi em. Cưới nhau bao lâu thì phát hiện ra điều đó? 5 năm. Cưới nhau 5 năm phát hiện ra điều đó. Ồ, vậy là mình đã có con chưa? Có một bé gái. Một bé gái giờ ở với mẹ hay là ở với em? Ở với mẹ. Nhiêu tuổi rồi? 7 tuổi. Thôi, bỏ cái chuyện đó đi. Coi như là một cái câu chuyện buồn nhưng mà mình nên bỏ qua, mình nhìn ra phía trước. Đó ha em ha. Rồi thì bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu về cái chuyện tình duyên của bạn đây. Nhưng mà đang quan trọng là bây giờ nè, ở bên đàn gái còn sao? Cho ông nhìn nha. Nha, ông che mắt lại đi. Tôi sợ ông mối này ông lạc lòng quá, ghê quá. Nè, 1, 2, 3. Ủa sao to con quá vậy? Dạ. Hơi cân nặng hả? Ủa. Trời em gái, trời ơi dễ thương quá. Tưởng đâu nhìn người bạn của tôi. Đàn trai anh thì nó lỡ con đò rồi đó. Bên đàn gái thấy sao? Em cũng đã từng kết hôn ạ. Năm mà em 25 tuổi là lúc đó em ra trường, em làm được 2 năm rồi. Em đã quyết định lấy một người. Em có con chưa? Dạ em chưa có con ạ. Chưa có con. Dạ. Hai bên đều đã một lần gọi là lỡ chuyến đò.
Bây giờ em mong muốn tìm một người mới như thế nào? Dạ, em muốn một người người ta biết yêu thương, biết chia sẻ. Khi mà gặp chuyện gì thì hai người cùng ngồi lại nói với nhau để cùng hướng tới một điều tốt đẹp hơn. Bây giờ ta gặp người thân đi, ta góp ý sao rồi mình cho hai bên gặp mặt. Ủa em này có người thân đi với em không? Dạ em có hai người bạn. Đâu hai người? À đó, hai cô bạn. Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chào tất cả mọi người. Thì em thấy anh trai bên này cũng được chững chạc. Chị Mai Hà em là tiếp người rất là sống theo cái dạng rất là tình cảm. Hai anh chị đã đến đây là một cái duyên rồi. Thì anh chị hãy tạo cho nhau một cái cơ hội. Em trai đi với ai? Em đi với cậu, với anh trai và một anh bạn. À, rồi, xin mời đại diện gia đình. Chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Xin chào quý vị khán giả, chào các bạn gái bên này. Tôi là cậu của cháu Quyết. Thì cháu Quyết cũng như chị Hồng Vân lấy nhận xét là cái nói rất là nhanh mà hay vấp. Cho nên là đó là cái khuyết điểm mà cũng nhiều nhà cũng góp ý nhiều. Thì cái khuyết điểm nó còn về cái ưu điểm là Quyết là rất là nhiệt tình, có hiếu, biết kính trên nhường nhớ trong gia đình. Mọi công việc cái việc gì cũng có thể làm được. Mai Hà bên này thì cậu thấy rất là phụ nữ rất là xinh, là rất là chững chạc. Thì lên đây là cái duyên, thì mong tạo cho nhau một cái cơ hội để mà tìm hiểu. Mà gia đình bên nhà trai thì rất mong muốn cái điều này. Rồi. Cảm ơn cậu. Cảm ơn hai gia đình, chúng ta mở rào thôi. Bắt đầu đi Quyết. Em. Anh có đoá hoa tặng em, chúc em luôn tươi tắn như những đoá này. Dạ, em cảm ơn. Cái này là chiếc thuyền buồm, nghĩa là tượng trưng cho hai đứa ta. Vì dù bất chấp bão tố phong ba, thì có thể vượt qua cái bến con thuyền này, thế cập bến và sẽ đi đến bến bờ hạnh phúc. Dạ. Em đón nhận đi. Dạ, em cảm ơn. Dạ, em cũng có một món quà nhỏ gửi tặng anh. Gửi tặng cảm em. Mở ra đi, em mở ra đi, là cái gì? Dạ, cái này là dây đòi nợ. Nếu như có nợ thì... cái gì? Dạ, nếu có nợ thì phải trả. Cả là phạt. Dạ. Tôi đã biết rồi nhỉ? Mình đăng ký, mình mang luôn, đeo luôn. Tôi cảm ơn em. Em hay âm nhạc thì âm nhạc chắc em cũng hát hay nhỉ? Có chắc nghệ sĩ thì em cũng có đúng không? Dạ, em cũng hát được. Em hát được. Dạ. Nghe anh nói là anh cũng biết hát đúng không ạ? Ừ, anh cũng rất thích hát hát ấy. Dạ, anh hát cho em với mọi người nghe được không? Ừ, được. Thôi anh... Với anh hát bài ngắn gọn thôi. Bài Lối nhỏ vào đời của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. Dạ. Anh sẽ là dòng sông, để em là biển rộng. Anh sẽ là gió lộng, để em là mây bay. Anh sẽ là nắng mai, để em là hoa đỏ. Anh sẽ là lối nhỏ, để em bước vào đời. Đời em là chim én bay, đời em là hương tỏa đâu đây. Đời em là tình yêu rực cháy, anh đã cho em mùa xuân này. Hay quá, hay quá, hay quá. Nói nhanh nhưng mà hát rất rõ. Đây nè, hát rõ và cái giọng rất là cao. Cô đúng giáo rồi. Sẽ làm cho học trò này hát hay hơn. Cô giáo thấy sao nào? Dạ, em thấy anh hát giọng hay, giọng bay. À. Rất ấm hay. Rồi cô giáo hát cho anh nghe đi. Giọng lại đi cô giáo. Dạ, em sẽ gửi tặng bài hát Tình yêu trên dòng sông quan họ. Ồ, bài quê tôi đấy. Quê tôi. Có từ nơi anh, lửa rừng bập bùng vách núi. Anh đi giữa miền biên giới, làng quê em đợi em chờ. Con sông của người quan họ, suốt đời nước chảy lơ thơ. Tiếng anh ấm như hơi thở, em nghe để nhớ suốt đời. Đừng quên, đừng dần người ơi,
mà đừng quên, đừng giận người ơi. Ôi, thì người quen. Chết ông Quyết nhà tôi rồi. Chết ông Quyết ơi, là ông Quyết ơi. Lút đâu nhỉ, lút đâu, bấm luôn. Lút thật, bấm luôn. Nghe là dụng tim rồi. Tôi nghe tôi còn muốn bấm rồi. Đấy, ôi giời ơi. Bây giờ nhìn người tim đã rơi xuống rồi. Nghe hát nó rụng luôn. Nói chung là anh ngưỡng mộ em. Đúng là cô giáo dạy nhạc mà rất là ngọt ngào mà. Hay anh quá. Nghĩ rằng anh Quý hát cũng tốt mà. Không, tôi bị rỡn da gà luôn á. Lên em hát xong ngay tim mình đập loạn nhịp rồi. Thật đúng loạn nhịp, chị còn loạn nữa. Dạ, không à. Em thế thế nào, thế thế nào? Dạ bây giờ người em có điện, điện anh điện tôi luôn đấy, có điện mà kêu anh bằng chỉ luôn đấy. Dạ, cái lượng điện này chắc phải 500 kV điện mạnh. Dạ bây giờ hai người đó, một người hai người ở rất là xa. Dạ. Đâu mình nói thí dụ tụi mình bấm nút thì mình sẽ hẹn hò thế nào, cho nhau cơ hội thế nào và tạo nhau một cái điều kiện lãng mạn nào để yêu nhau. Quyết đưa ra vấn đề đấy mà, coi như quen nhau xong một phát mấy tháng sau cưới này thì anh hy vọng một cái là anh sẽ tạo điều kiện cho hết mức, và đằng sau của bên em công việc đó thì anh cũng sẽ là người đàn ông vững chắc để cho em tin tưởng và gửi gắm cả cuộc đời mình còn lại, kể công việc và tình cảm. Em có cảm giác đây là cái người đàn ông mà có thể làm chỗ dựa cho em không? Cái trái tim em nó có một cái chút loạn nhịp nào không? Dạ hiện tại bây giờ em rất ổn. em không dễ yêu. Thực ra là để yêu em cần thời gian. Sự là ngồi đây thì em chưa cảm nhận hết được con người của anh. Em có thấy đây có phải là một nửa yêu thương mình đang hướng tới không? Dạ em ngoài sức tưởng tượng của em. Ngoài sức tưởng tượng. Vâng. Chúng ta sẽ tiến tới nắm tay cô ấy và nói một câu gì đó tận đáy lòng của mình, mắt nhìn mắt, để xem là cô ấy có đồng ý bấm nút hay không nha. Nào tiến tới đi, cô ấy đứng lên, hai người nắm tay nhau để cảm nhận. Và em hãy nói điều gì với cô ấy. Quyết nắm hai tay nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Em muốn điều gì em nói đi. Hồi hộp quá em ạ. Nhìn thẳng vào mắt cô ấy, cứ nhìn. Đấy em ạ, đấy thì tình cảm của mình đến đây là một cái duyên. Qua chương trình thì mình vượt vào nhau, tôi hy vọng cái duyên này nó tạo ra cái lợi thì phải trả cho nhau và vượt qua sóng gió của cuộc đời để đến với nhau và đến vậy phúc nhất. Rồi hai bạn, đặc biệt là cô gái Mai Hà, em có 30 giây nhắm mắt lại, để tay vào nút bấm, suy nghĩ cho kỹ nha các bạn. Chúng ta đã trải qua lần đò rồi, trao duyên không có dễ như vậy đâu. Rung động thì trao, không rung động thì thôi. Nào, sau 3 tiếng đếm chúng ta quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Cô gái không bấm. Em rất là xin lỗi tại vì được, em chưa. Được, chưa sao em? Ừ. Nhưng mà chúng ta có thể là bạn, em rất vui được biết anh. Yeah. Anh thật sự nha, nếu là anh ở vị trí em, anh sẽ quyết liệt hơn nữa. Nên em run quá anh. Run quá đúng không? Dạ. Em phải cần quyết liệt hơn nữa, phải đúng cái tên của em là Quyết và Liệt luôn. Và Liệt luôn. Trời, quyết liệt. Quyết rồi. Xong rồi liệt luôn không phải? Phải quyết liệt đi chung. Chúc các bạn sẽ sớm tìm một nửa yêu thương của mình nha. Dạ vâng. Cảm ơn em nha. Hãy giữ lấy quà của nhau để nhớ rằng một ngày nào đó ta được gặp nhau trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Nếu bạn gái đó có đôi mắt Quyết. Bây giờ sao nhỏ thuốc nhỏ mắt vô hả? Dạ thường người ta nói là đôi mắt không thể đẹp giống như chúng ta không bao giờ khóc. Nhưng mà mắt ướt là buồn lắm bạn. Dạ không, mắt ướt ở đây là người đó có tính chăm chiều và biết giữ nước mắt trong lòng. Trời đất ơi, giữ nước mắt trong lòng làm sao mà nó thể hiện ra ngoài, em thích cặp mắt ướt mà em thích giữ trong lòng là sao? Chào em. Chào em. Em tên là gì? Em tên là Lê Thị Thì. Gì? Lê Thị Thì. Lê Thị Thì. Thì. Y ngắn vậy. Cái này mà hồi xưa mới vô trường mà học tiếng nói sân khấu đó là dễ lẹo lưỡi lắm đó nha. Thì hay là Thì? Thì. Thì vậy là thì. Đó hả? Đúng rồi anh. Vậy thì anh. Vậy thì đó, bây giờ mới tuổi vậy thì thôi. Dạ. À, hiện giờ là em đang làm gì? Em đang là sinh viên năm tư. À, thì sinh viên năm tư, trường gì em? Trường Đại học Công nghiệp. Trường Đại học Công nghiệp. Đại học Công nghiệp. Rồi, đó là thì. Còn bên đây là gì? Bên đây chắc là là. Xin mời chàng trai của chúng ta.
xuất hiện. Sao bạn đem theo sách gì vậy? Em sẽ dành tặng cho bạn nữ. À dạ. Bạn tên là gì? Dạ em tên là Phi Bằng. Bằng? Dạ. Bên kia thì, bên đây là Bằng. Thì Bằng. Bằng bao nhiêu tuổi? Dạ em 24 tuổi. 24. Đang làm nghề gì? Dạ em học ở Đại học Lạc Hồng, chuyên ngành là Đông Phương Tiếng Nhật. Học tiếng Nhật? Dạ. Có lẽ rằng bạn là một người ta hay gọi là mọt sách, đúng không? Nói thật là em cũng đang viết một cuốn tiểu thuyết đầu tay. Tựa đề là gì? Tựa đề đó là Hoa Tulip Màu Trắng, muốn nói về sự việc hai của con người. Hiện tại thì ngoài công việc học ra thì em hay làm gì? Em giới thiệu về bản thân mình, tính cách của em. Em nghĩ mình là một người năng động hay là như thế nào? Em là một người hơi bị liều mạng. Liều mạng? Liều mạng là sao em? Liều với mạng sống mình đó chị. Ví dụ cụ thể một trường hợp. Ví dụ như một trường hợp hồi nhỏ, em từng làm rớt một cái điện thoại xuống giếng. Và... nhảy xuống giếng? Không, em nhờ người khác nhảy xuống mấy lần. Vậy đâu có gì đâu, liều mạng đó là mạng của người ta. Em liều chứ em có liều mạng em đâu. Thì em nói em liều mạng là liều mạng của người khác đó chị. Trời đất ơi. Nguy hiểm quá. Tức là có thể liều và mạng của người khác để bảo vệ quyền lợi cho mình. Bạn Nam thấy sao? Dạ em thấy điều đó cũng tốt ạ. Cũng sao tốt? Tốt là tốt làm sao? Trời ơi khó hiểu quá. Vậy bây giờ nếu mà bên đây mà kêu em nhảy xuống giếng lượm cuốn sách lên, em có nhảy xuống không? Em nghe sẵn sàng. Trời đất ơi. Ngoài cái liều mạng ra thì giờ cái sở thích của em là cái gì? Em thích đi dạo. Đi dạo? Chạy xe máy vòng quanh thành phố chị. Vậy từ trước giờ em chạy với ai? Em đi một mình. Em chưa có bạn trai hả? Dạ mối tình thì có nhiều nhưng mà chỉ là thích thích sơ sơ rồi tan biến mất. Tình sơ sơ hả? Mình đâu có tình sơ sơ rồi, mình đây có tình sơ sơ không? Dạ tình lưng chừng ạ. Lưng chừng là sao? Dạ tức là hơn mức tình bạn nhưng chưa phải tình yêu ạ. Nay tôi có hai cái từ lạ như tình sơ sơ và tình lưng chừng. Vậy thì cái mẫu người lý tưởng của em là gì? Em đặt ra tiêu chuẩn gì cho mình về vóc dáng, về tính tình? Chiều cao thì em thích người cao hơn em. Cao hơn em? Chỉ cần cao hơn em là được rồi. Và em còn thích bạn trai mũi cao nữa. Mũi cao? Bên đó có mũi cao không? Mai đi nâng. Em ghét nhất cái gì ở đàn ông? Người bạn trai của mình? Đế lông nheo với đứa khác. Hả? Đó giờ có đá dài chưa? Dạ chưa ạ. Chưa đá dài hả? Vậy thì được. Vậy còn bạn trai bên kia, bạn trai thích mẫu người bạn gái của mình sẽ là người như thế nào? Em cũng có một cái mong ước là nếu bạn gái đó có đôi mắt ướt. Là sao? Nhỏ thuốc nhỏ mắt vô hả? Dạ thường người ta nói là đôi mắt không thể đẹp nếu như chúng ta không bao giờ khóc. Nhưng mà mắt ướt là buồn lắm bạn. Dạ không, mắt ướt ở đây là người đó có tính cam chịu và biết giữ nước mắt trong lòng. Trời đất ơi, giữ nước mắt trong lòng làm sao mà nó thể hiện ra ngoài? Em thích cặp mắt ướt mà em thích giữ trong lòng là sao? Anh thích người con gái biết chịu đựng ạ. Thôi, coi như chịu đựng bạn đúng không? Chúng ta sẽ gặp nhau để xem coi hai bên có cảm thông với nhau, chịu đựng với nhau hay không. Rồi, sẵn sàng. Trước khi tôi qua bên kia, tôi nhìn mặt bạn gái bên kia, tôi hỏi bạn là bạn không thích gì ở người bạn gái? Dạ, không thích là câu giờ. Câu giờ? Câu giờ là sao? Dạ, tức là giờ dây thun á. À, không thích giờ dây thun. Không dạ, đúng tại, hẹn. Gia đình em cũng khá là gia giáo, cho nên là việc đúng giờ nó ăn vào máu. Không được dây thun nè, rồi dáng người cao thấp hay sao ngoại hình đó, nếu mà cao bằng em hoặc thấp em một chút là cũng được. Em cao mét mấy? Dạ 1m69 ạ. Bên đây cao 1m96 được không? Rồi chúng ta sẽ tìm hiểu xem bạn bên đây có cao bằng bạn không nha. 1m69 nha. Chào bạn. Chào anh. Cao rất là cao, dưới 1m96. Bạn bên kia cũng dễ thương, cũng cao giống như bạn vậy. Sao thấy nó có một cái sự gì nó hơi căng ở đây nè. Lạ quá. Chào em. Chào chị ạ. Sao tự nhiên ngồi rồi tự nắm tay mình vậy? Dạ. Rung quá hả? Thói quen hả? Thói quen hả? Dạ. Rất là dễ thương, rất là mặn mòi. Nhưng mà khó nói quá, nói chung là tình hình nó vẫn rất là căng. Chị coi rồi mà chị không có trả lời, không có nói được gì với em đâu. Nói chung là để em tự quyết định đi, chứ bây giờ chị là hơi bối rối trong người rồi. Rồi, chúng ta sẽ kéo màn lên để hai bạn gặp nhau trong vòng 2 phút. Màn kéo. Hai phút dành cho hai bạn. Bắt đầu. Trước khi nói chuyện thì mình có một cuốn sách muốn tặng cho bạn.
Cô Sách về nhà coi, bây giờ tao nói chuyện với nhau tự nhiên mời cô Sách cái gì. Nói gì thì hai bạn? Anh yêu trẻ con. Có. Anh hỏi là gì? À, bạn có thích người con trai mà lãng mạn quá không? Cũng có. À, liệu là cái tính nhạy cảm của mình thì bạn có cảm thông được không? Vô tư. Mình dễ cảm thông với người khác lắm. Nhìn thẳng mặt đi, đâu mà nhìn trên trời không vậy? Nói chuyện tình yêu đi. Như thế nào? À, mình thì có sống nội tâm nhiều. Bạn có cảm thông được không? Nữa cứ hỏi cảm thông được không hoài vậy trời ơi là trời. Sao em? Cảm thông được không? Được. Được. Hết thời gian. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. Mời các bạn để tay sau nút bấm. Và bây giờ các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ và quyết định thật chính xác. Chúng ta có muốn hẹn hò với nhau hay không? 1 2 3 Hết giờ. Ủa sao lại vậy bạn? Hồi nãy giờ tôi nghe bạn hỏi có cảm thông hay không, cảm thông hay không. Và bao nhiêu lần bạn hỏi thì bạn nữ đều trả lời là cảm thông. Mà tại sao bạn vẫn không nhấn nút chọn bạn nữ? Dạ bình thường thì em thích mọi thứ nó cứ lưng chừng như thế, mình dễ điếu kéo hơn. Lưng chừng? Lưng chừng. Bởi vì bạn luôn luôn có những tình yêu lưng chừng. Còn à, còn em, tại sao em lại chọn bạn trai kế bên? Em nghĩ là nó có thể thay đổi cái sơ sơ của em. Trời ơi, cảm giác lạ lùng quá. Nói chung hai bạn hôm nay có nhiều điều rất là lạ. Tôi đã nói rồi, tôi dự báo trước rồi. Cái ca này căng đây, tôi hồi hộp rồi. Tôi không ngờ kết quả là như thế này. Nhưng mà dù sao thì là chúc mừng hai bạn. Hai bạn cũng sẽ là những người bạn tốt của nhau. Em chỉ có hai thứ ghét thôi. Rồi. Thứ nhất là bạn đó không được hút thuốc. Tại vì em không ngửi được mùi khói thuốc lá. Ồ, không, không. Được. Rồi cái thứ hai. Dạ thứ hai nữa là bạn đó không có được rung đùi. Có rung đùi không? Bây giờ có rung à? Dạ thỉnh thoảng. Thỉnh thoảng hả? Có thỉnh thoảng rung đùi. Tôi hay rung lắm à. Mà lý do tại sao tôi hỏi tại sao bạn lại không thích rung đùi là sao? Có ảnh hưởng gì tới yêu nhau đâu? Dạ tại vì khi mà em ngồi em không có dám rung đùi hết trơn á. Bạn không rung mắt mới gì bạn cấm tà luôn. Đối thủ này là nặng ký với Cát Tường lắm nè. À, chào em tên gì? Dạ em chào chị Cát Tường. Ừ. Em tên là Trang. Trang, năm nay Trang bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 23 tuổi. Trang hiện giờ đang làm gì? Em hiện nay là sinh viên mới tốt nghiệp. À, yeah. Bên kia như thế nào? Rồi, để tôi mời chàng trai chúng ta ra. Xin mời. Chào. Mời bạn ngồi. Bạn giống lai Ấn Độ hay Hà Lan gì? Dạ, nhiều người nói em vậy. Nhiều người nói vậy hả? Bạn tên gì? Dạ, em tên là Nguyễn Nghĩa Hiệp. Nguyễn gì? Nguyễn Nghĩa Hiệp. Nghĩa Hiệp. À, cái tên này ấn tượng nha. Có bao giờ bạn làm việc nghĩa hiệp chưa? Dạ cũng thỉnh thoảng. Thỉnh thoảng. Bạn làm ngành nghề gì? Dạ em hiện công tác ở đội cảnh sát trật tự cơ động công an quận 10. Cảnh sát cơ động này chắc gặp các cô gái, chắc các cô gái chạy lạc đường luôn á. Đẹp trai, rất là đẹp trai ha. Mà cho chị hỏi nè, em làm cảnh sát cơ động em có đi bắt cướp không? Dạ cũng nếu phát hiện cướp thì bắt mình. Gì phát hiện gì phát hiện gì? Cướp. Cướp hả? Cướp đâu ra? Cướp. À cướp. Tưởng đâu phát hiện cướp. Chị thấy em rất là năng động và rất là tự tin. Em nói em ế là chị không thể nào chị tin được. Dạ cái này thì chắc là cũng do xuất phát từ tính cách của bản thân. Em rất là tự lập, cho nên là khi mà quăng em vào một cái môi trường nào em có thể sống được. Cho nên khi mà em tiếp xúc với một số bạn nam bằng tuổi hoặc một số bạn nhỏ hơn tuổi và thậm chí có một số bạn lớn hơn tuổi đi chăng nữa thì em thấy là các bạn đó không có chín chắn và trưởng thành bằng em. Tôi thấy bạn bên kia hơi cứng cỏi đấy. Còn bạn thế nào, đẹp trai này rồi giỏi nữa, làm cảnh sát cơ động là rất là giỏi phải không? Nhưng tại sao vẫn ế? Dạ cái đó là do tính chất công việc của em. Dạ công việc của em thì thời gian nó không ổn định nên thường thì không có thời gian tiếp xúc nhiều với các bạn nữ. Bạn có cái mẫu người lý tưởng về bạn gái không? Dạ mẫu người của em thì em thích bạn nữ hơi cá tính một tí. Cá tính là bên này quá cá tính luôn rồi đó. Năng động. Năng động, dễ thương, đừng có ăn chơi rồi đòi hỏi nhiều quá. Em có ăn chơi gì không em? Dạ không, em là gái ngoan chị. Nhưng phải ăn chứ. Dạ thì có ăn, ăn nhiều nữa chị. Chị nhìn là chị biết ăn nhiều rồi, em đâu có cần phải quảng cáo gì đâu. Chị hình mẫu lý tưởng của em là gì nè? Dạ thì hình mẫu lý tưởng của em thì cũng đơn giản thôi chị. Đơn giản. Thứ nhất là phải cao hơn em. Rồi, cao cỡ nhiêu được em? Chắc là phải trên 1m70 tại vì hiện nay em là cao 1m68 rồi. Yên tâm, bên đây cao hơn. Rồi còn gì nữa không em? Dạ chắc là phải đẹp trai chị. Trời ơi. Tại vì em đẹp rồi cho nên bạn của em phải đẹp. Trời ơi. Không
tự tin và rất năng động đúng không các bạn? Nghe hấp dẫn vô cùng luôn, tôi thích cái tính của bạn. À, bây giờ thôi, bây giờ em chị không có muốn hỏi những cái chuẩn lý tưởng của em nữa. Bây giờ chị hỏi thẳng một câu, em ghét nhất cái gì ở bạn trai của em? Dạ, em chỉ có hai thứ ghét thôi. Rồi. Thứ nhất là bạn đó không được hút thuốc. Tại vì em không ngửi được mùi khói thuốc lá. Ồ, không, không. Dạ, không. Được, được, được. Rồi, cái thứ hai. Dạ, thứ hai nữa là bạn đó không có được rung đùi. Có rung đùi không? Bây giờ có rung à? Dạ, thỉnh thoảng. Hả? Thỉnh thoảng hả? Có thỉnh thoảng rung đùi. Tôi hay rung lắm à. Mà lý do tại sao tôi hỏi tại sao bạn lại không thích rung đùi là sao? Có ảnh hưởng gì tới yêu nhau đâu? Dạ, tại vì khi mà em ngồi em không bao giờ em rung đùi hết trơn á. Bà không rung mắc mới gì, bạn cấm người ta rung. Thì khi mà em ngồi cạnh người ta thì người ta hay rung đùi và cái điều đó làm cho em cảm thấy khó chịu. Chóng mặt. Chóng mặt và cảm thấy khó chịu. Chị hỏi cho vui thôi chứ chị cũng rất ghét những cái người mà hay rung đùi. Nhưng mà chị thì không phải là chóng mặt mà chị thì chị mê tín dị đoan. Tại vì ta nói những người mà rung đùi là ngồi giữ tiền có được, cứ rung 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 hoài tiền nó ra hết trơn à. Nên chị không có thích. Ngắn gọn chị rất là đồng quan điểm với em cái chuyện là không rung đùi. Bây giờ tôi hỏi bạn Nam. À, cái nhược điểm lớn nhất của bạn là gì? Dạ nhược điểm lớn nhất của em là mau nước mắt. Cái này lạ nha. Làm cảnh sát cơ động mà mau nước mắt là sao? Mạnh mẽ là do tính chất công việc thôi. À. Còn thực tế thì em sống rất là tình cảm. Hấp dẫn quá, tò mò quá. Em ơi, chị rất là tò mò. Chị muốn diễn kiến dung nhan của em. Nhưng mà trước khi mà chị nhìn em thì chị muốn hỏi em, thường thì em khóc khi nào? Nếu mà không phải gặp cướp khóc thì em khóc cái lúc nào? Dạ, thường thì em khóc nhiều nhất là khi xem phim. Phim gì mà khóc? Phim gì? Dạ phim tình cảm Hàn Quốc. Trời ơi. Thôi cho Tường qua, Tường nhìn mặt đi rồi Tường nói tiếp. Bây giờ cảm xúc dâng trào quá rồi, không thể nào mà kìm nén nổi nữa trơn á. Xem phim Việt Nam á. Trời ơi. Hip hop quá trời, mặc áo phải rách rách mới chịu nha. Em bữa nào chị đóng cái phim nào mà nó mít ướt, ướt át xíu chị điện thoại cho em coi em khóc ủng hộ nha. Nha cưng, nhớ nha. Rất là dễ thương em. Nhưng mà chết rồi, lo hỏi ba cái chuyện khóc lóc quên coi cái chiều cao rồi. Chị sợ chắc không có cao giống cái chuẩn em muốn quá em ơi. Cao. Chị quên, chị xin lỗi em, chị quên coi cái đó là chị nôn nao cái chuyện khác. Nhưng mà được, dạ. Đẹp trai. Anh sẽ qua xem mặt giùm em ha. Nhưng mà cái mẫu người bạn gái em tưởng tượng bên đó như thế nào? Dạ thì em thích bạn gái cũng hơi tròn tròn, dễ thương. Có nặng ký không? Giống ca sĩ Miu Lê rồi. Tròn tròn giống Miu Lê hả? Tròn Miu Lê. Tròn do. À, rất có duyên. Người ta nói có đồng tiền đẹp nữa. Mà giỡn hoài hắn. Đẹp. Rồi chúng ta sẽ gặp nhau. Nào xin mời. 2 phút. Đem đâu kéo lên. Trong người sao mà nó hừng hực vậy đó không biết. 2 phút bắt đầu. Chào bạn. Chào bạn. Mình rất vui khi được biết bạn. Có lẽ thì nãy giờ nghe bạn nói bên kia thì mình cũng cố tưởng tượng trong đầu là mình sẽ gặp người như thế nào. Nhưng mà khi kéo rèm lên thì thật sự là thấy bạn dễ thương và có tài. Nếu mà quen một người bạn trai mà mau rơi nước mắt thì như vậy bạn có thích không? Thật ra thì mình cũng hiểu được bởi vì mình xem phim mình cũng rất là hay khóc. Bạn có thích đi du lịch không? Thực ra thì trước khi mà thi vào trường cảnh sát thì mình thích làm hướng dẫn viên du lịch. Nhưng bây giờ không có đi được, bây giờ phải đi trực. Rồi, hết giờ. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định hẹn hò hay không. Và bây giờ các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ, cảm nhận một cách sâu sắc nhất và đưa ra quyết định của mình. 1 2 và 3. Tại sao em lại không đồng ý? Chứ chị là chị thấy cái anh chàng này là chị mê lắm. Nếu là chị thì chị đồng ý liền, chị chọn ngay. Em như lúc đầu em nói là em cần một người bạn trai em có thể dựa vào. Ví dụ như khi mà em hét lên vì sợ ma thì em có thể có một bờ vai để em dựa vào, chứ không phải là người đó cũng chạy cùng với em. Thấy chưa, bạn trai thấy sao? Khi bạn nhấn nút đồng ý như bạn nữ nói vậy thì cảm nghĩ của bạn như thế nào? Dạ em nghĩ cũng bình thường thôi. Nếu mà cái nhược điểm của mình mà trúng cái người ta không thích thì chịu chứ. Vì sao vậy? Nếu mà em quen một cô gái mà nếu mà đi có gặp ma hay là gì nọ thì em cũng sẽ cố gắng để động viên và bảo vệ. Bạn gái rất là dở. Tôi nói bạn nghe, cho dù bạn trai sợ ma đi nữa mà
yên tâm đi với bạn trai, bởi vì không sao, bạn trai này đẹp trai. Nhưng mà dù sao thì cũng chúc mừng hai bạn. Em tính thẳng hẳn, em thấy... Mở lớn rồi nè. Em thấy nếu mà hai vợ chồng sống với nhau, mình thấy, sống riêng thì mình phải lo tốt được cho bên nội bên ngoại. Còn sống chung với mẹ chồng thì nó sẽ xảy ra nhiều mâu thuẫn. Cái đó là suy nghĩ của em thôi, chứ bây giờ có ba mẹ chồng mình ở chung với bên nội là mình sanh con sanh cái, mình có đi đâu để cũng có người coi chừng con cháu giùm. Mẹ chồng cũng như mẹ mình thôi, cái suy nghĩ đó là sai rồi đó. Là sao bên đó muốn sao? Không muốn làm dâu, bên đây có làm cần phải làm dâu mẹ. Dạ không ạ, hiện tại em là có đất ở Bình Dương nè, tùy chị về xây nhà, còn bố mẹ mình đang ở quê. Bố mẹ ở quê. Còn anh em ở thì ở trong này. Mà em định lập nghiệp ở trong này luôn. Là em lập nghiệp ở trong này luôn. Thật sự mà nói không muốn làm dâu thì cũng suy nghĩ đó cũng phải là sai. Nhưng mà anh nghĩ rằng thời buổi này làm dâu thấy sướng hơn. Mẹ chồng rồi cha chồng rồi phụ giúp tất cả mọi thứ. Chính vì ông mà hai chồng sống chung nhau nghĩ là hạnh phúc, vợ chồng son nghĩ hạnh phúc, nhưng mà cái hồi mà khi có con có cái rồi á, công việc bận biểu gì lúc mà muốn đi đâu hai vợ chồng cũng đi không được. Đúng lúc rồi. Đó là em phải ở nhà coi chừng con, chồng em đi một mình. Anh làm chương trình mẹ chồng nàng dâu anh thấy giờ mẹ chồng là thoải mái lắm. Sao em rồi bây giờ là nếu mà được khi nào mình tiến tới hôn nhân được không? Thêm một phần 3 tháng. 3 tháng? Dạ. Ủa sao gấp vậy? Dạ tại em thấy cùng mọi thứ nó đã đi vào ổn định hết. Xong hết rồi đúng không? Dạ. Chờ cô dâu thôi đó. Dạ chờ cô dâu. À vậy ha. 3 tháng hơi nhanh nè. Bây giờ em dành được bao nhiêu thời gian cho người yêu? Hiện tại thì công việc của em cũng khá là bận rộn, nhưng mà sắp tới thì em sẽ giảm bớt ra. Hiện tại thì thứ bảy và chủ nhật ban ngày thì em không có phải dạy cũng như không phải là đi làm. Nhưng mà cũng có thể là 90 giờ đêm hoặc 12 giờ sáng em cũng vẫn phải làm việc. Tại vì em muốn lấy vợ sớm thì em phải có thời gian tìm hiểu. Phải yêu nhau, phải chăm sóc, mình mới biết hợp hay không hợp mình mới lấy được. Đúng không? Chứ cần gì? Xưa ta làm mai không gặp mặt nhau, ta còn lấy nhau ở đời. Khác anh ơi, bây giờ mình lấy nhau mình phải sống trọn đời trọn kiếp chứ. Ngày xưa ta cũng đâu gặp mặt nhau, làm mai gặp nhau cũng sống ở đời kiếp vậy. Bây giờ ly dị đầm đầm đó anh ơi. Đâu có đâu. Ly dị. Nhiều người ta tìm hiểu 3 năm mới cưới con ngày ly dị đó sao? Đừng có quan tâm chuyện đó, quan tâm cái chuyện là chúng ta có hợp với nhau không thôi. Để anh qua xem bên đây có hợp với em không ha. Được là 3 tháng cưới luôn không sao cả. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Xin chào anh Quỳnh Linh, xin chào chị Cát Tường, xin chào bạn ở bên kia và xin chào tất cả mọi người. Em tên là Trần Đức Anh, năm nay 29 tuổi, quê quán em ở Quảng Bình, nghề nghiệp của em là em đang là chủ của trung tâm Nhật ngữ Đức Anh tại Thuận An, Bình Dương. Ngoài ra thì em còn là thông dịch viên cho một công ty Nhật Bản tại Bình Dương. Ồ, giỏi quá nhà, là một ông chủ nhỏ này ha. Nè. Thôi, mời bạn gái. Mời bạn gái giới thiệu. Em xin chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào quý vị khán giả. Em tên Nguyễn Thị Phương Thảo, năm nay em 28 tuổi. Em ở Củ Chi và sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm công việc gì? Em làm phiên dịch viên tiếng Hàn. Phiên dịch viên tiếng Hàn? Biên phiên dịch tiếng Hàn. Bên kia là tiếng Nhật. Bên đây tiếng Hàn, toàn là những người giỏi ngoại ngữ không? Hai bạn nói chuyện với nhau thử hợp không? Người nói tiếng Hàn, người nói tiếng Nhật coi. Chắc là không hợp đâu anh ơi. Bây giờ nói không là đây chưa có cảm nhận được. Hai bạn phải thể hiện, ví dụ mình là kể chuyện, mình hát một bài hát bằng cái ngoại ngữ của mình. Được đúng không? Rồi. Đúng rồi. Bạn Nam trước đi. Rồi, tiếng Nhật hả? Dạ, em xin hát một đoạn trong bài hát tiếng Nhật. Bài gì? Dạ, nghe xong rồi sẽ biết chị ạ. Rồi, mời em. Bạn thấy bạn gái đó. Dạ. Bắt đầu. 口を引くのがうまくなりました。どんな酔いしれた人にでも口を引くのがうまくなりました。ルージュ行くたびにわxin hết. Cái tìm mùa đông hả? Hát cái gì mà nghe tà 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 không à? Rồi, Arigato. Sớm lên em. Em xin hát ca khúc Ba Chú Gấu của tiếng Hàn Quốc. Rồi mình hát lớn lên, sớm lên, bên kia buồn quá. Con xe Mariga Han Sipesa. 아빠곰 엄마곰 애기곰 아빠곰은 뚱뚱해 엄마곰은 난신해 애기곰은 너무 귀여워요 으쓰 으쓰 잘한다. 아, ủa nói bài hát nói gì vậy em? Dạ nói về gia đình ba chú gấu á chị. Gấu mẹ, gấu bố, gấu mẹ và gấu con. Hay quá, rất là dễ thương. Rồi bây giờ tiếp tục. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Dạ điểm mạnh của em là em
thích nấu ăn, thích đi du lịch, biết chăm sóc gia đình và làm việc nhà. Rồi, tốt. Điểm yếu? Điểm yếu của em là em hơi ít nói, với lại dễ giận nhưng mà cũng mau quên. Rồi. Còn gì nữa không? Với lại... Vậy thôi ha. Dạ. Ít nói, dễ giận, mau quên hả? Dễ thương ha, còn anh trai? Điểm mạnh của em là trong công việc thì nghiêm túc, nhiệt tình, đã nói là làm và làm là làm đến cùng. Trong gia đình thì có thể là nấu được rất nhiều món ăn. Và những gì mà phụ nữ làm được thì em sẽ làm được. Hay quá. Có những điều phụ nữ làm được mà mình không thể làm được. Dạ vâng, nhưng em nói là ở trong nội trợ, trong nội trợ, trong gia đình thì những công việc giống như giặt giũ, nấu ăn hoặc là quét dọn thì em có thể làm mà không ngại bất kỳ. Nói chung chuyện gia đình em làm tốt hết. Làm tốt hết. Dạ. Rồi. Điểm yếu là gì? Điểm yếu thì của em là có một cái mà em thay đổi hoài mà không được, đó là dễ tin người, là dễ mà dễ tin vào những cái lời gọi là than thở của người khác. Có đường mặt là như là đứt ruột là tin tới luôn ha. Dạ. Ví dụ như người ta than khổ than nghèo rồi mượn tiền mượn bạc gì đó mà em chỉ gặp một hai lần em chỉ cho mượn được. Khổ quá em ơi. Mấy bữa nay là không có tiền để cho anh mượn. Vừa rồi 5 triệu đi em. Có không? Dạ có, tí nữa em sẽ cho anh luôn. Nhớ nhà, nhớ nhà. Chị cũng khổ quá em ơi. Ờ em còn khuyết điểm gì nữa không? Khuyết điểm khuyết điểm đó là có lẽ là em hơi có một chút hơi nóng tính. Nóng tính. Dạ nóng tính, thành ra là có những cái việc mình dễ làm mất lòng người khác. Đó khuyết điểm thì em cũng từ từ em khắc phục, mà em thấy là khắc phục được gần như 70-80%. Mấy cái em trai hôm trước lên đây tham gia chương trình đó, có những em có khuyết điểm là cũng giống nhau là ít tắm, mà tắm là phải 3 ngày hoặc 2 ngày mới tắm. Em có vậy không? Em thì một ngày em tắm 2 lần, nhưng mà một lần em tắm khoảng 2 tiếng. Hả? Tắm gì 2 tiếng là làm gì trong 2 tiếng? Trước khi tắm thì em mở nước khoảng xả cho nó chảy như vậy khoảng 1 tiếng. Trời ơi. Chị vậy em? Gì? Hả? Tại vì em thấy là cái em thích cái âm thanh của nước. Cái gì? Thích cái âm thanh của nước của vòi hoa sen nó chảy xuống á chị. Xả nước khơi khơi. Xả nước khơi khơi vậy á. Không sao, được nghe. Sao phí nước chứ, người ta nhiều lắm. Nơi không có nước sạch để xài đó em. Nước không phải là vô hạn mà nước chỉ là hữu hạn thôi. Mình phải tiết kiệm để nhiều nơi không có nước ta xài, không thể xả tiếng vậy được nha. Dạ. Và với lại là khi xả nước như vậy em sẽ suy nghĩ ra được rất là nhiều cái hay lắm mà cả ngày em không suy nghĩ ra. Cái gì? Ví dụ? Ví dụ như trong công việc chẳng hạn, em không có giải quyết được thì đến cái lúc mà em xả nước như vậy em thấy là giống như là em rũ bỏ hết những cái mà em cảm thấy là nó vướng mắc. Là em xả là em cho nước chảy xuống cống vậy thôi hay là em có hứng gì không? Em cho nó chảy vào cái chậu xong tràn ấy vậy. Này coi như là phí nước đó. Đúng rồi, dạ. Bây giờ có cách rồi. Em về em làm cái máy, tức là nước xả ra xong chảy xuống bơm. Đúng bơm, rồi. Vậy cho nó không? Nó phí nước em bơm, em chảy một tháng cũng sao trơn á. Em tốn điện thôi. Ừ, tốn điện thôi. Được không? Dạ, cái đó em nghiên cứu đi, mình nghiên cứu đi. Quy trình hành tinh là thiếu nước lắm nha em. Quy trình khép kính đi em, mình lên rồi mình tái xuống lại. Rồi còn cái tật xấu gì nữa không? Khai hết đi chứ lên đây không được nói láo đâu, không được giấu giếm đâu. Tật xấu những tật xấu ví dụ như những lúc buồn á thì em thường hay đi cà phê em ngồi một mình vậy á. Chuyện bình thường. Cái đó bình thường, cái nào mà lạ lạ, tật xấu gì bí hiểm á. Dạ chắc hết rồi. Chắc chưa? Chút tôi hỏi mà lòi ra nữa không được rồi nha. Làm như tật xấu lắm, hỏi tật xấu không, hoài. Không, tại thấy gì cứ cái vụ nước là thấy kỳ, phí nước quá. Hơi gọi là phí nước thôi. Rồi. Bây giờ tình trường sao em gái? Mình trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ em trải qua một mối tình. Một mối tình. Em quen cũng một năm hơn, nhưng mà chia tay cũng 3-4 năm nay rồi. Lý do tại sao chia tay? Dạ tại vì khoảng cách địa lý xa. Ở đâu mà xa em? Dạ lúc trước anh đó ở ngoài Bắc. Em thì lúc đó là em còn ở bên Hàn. Rồi sau đó anh đó về trước. Rồi em lại còn ở bên đó nhưng nên... Tình yêu chưa đủ lớn nên xa mặt và cách lòng đúng không em?
Rồi vậy là một mối tình thôi từ 3-4 năm nay, là lý do tại sao 3-4 năm nay lại không có ai đeo đuổi? Dạ có nhưng mà không có phù hợp với tính cách của em. Rồi em chưa tìm được người phù hợp. Bạn trai mình có mấy mối tình rồi em? Em có 2 mối tình ạ. Một mối tình thì kéo dài 3 năm và một mối tình thì kéo dài 3 tháng. Mối tình đầu tiên kéo dài 3 năm thì lý do chia tay là đúng người nhưng mà sai thời điểm. Thời điểm đó thì em còn đang muốn phấn đấu cho sự nghiệp đó, cho nên là bất đồng giữa cái quan điểm cho nên là chia tay. Rồi, mối tình thứ hai thì không hợp, vừa mới tiến đến bật lùi luôn. Tức là mối tình đầu tiên là lý do là em vẫn chưa có gọi là sự nghiệp. Lúc đó thì sự nghiệp em có rồi nhưng mà em không muốn dừng lại ở đó. Em muốn phát triển hơn nữa cho nên là... Lúc đó còn trẻ đúng không? Dạ. Có nghĩa là muốn phát triển cái kinh tế và mình phải chia tay mối tình đó. Dạ. Còn bây giờ sao? Có muốn phát triển kinh tế nữa không? Dạ, bây giờ thì hiện tại em đã ổn định hết. Ổn định rồi, dạ. Cũng phải phát triển kinh tế. Dạ, đương nhiên ạ. Thì kinh tế thì mình có thể vừa... Có phải là mình nói là vì phát triển kinh tế mà mình chia tay mối tình nào đó, đúng không? Quan trọng chắc có lẽ tụi em chưa hiểu nhau vậy, tình yêu chưa đủ lớn thôi. Dạ. Rồi. Bây giờ tất cả mọi thứ mình bỏ qua hết, mình sẽ bắt đầu mối tình này là mối tình coi như là chắc ăn luôn đó, đi suốt một quãng đường của mình luôn nha. Em muốn tìm một người yêu thế nào? Em muốn tìm một người yêu truyền thống pha lẫn hiện đại. Khó. Truyền thống mà pha lẫn hiện đại, tức vừa mặc áo dài mà vừa mặc quần tây đó hả? Có nghĩa là truyền thống thì sẽ biết nấu ăn, biết quan tâm chăm lo cho gia đình. Hiện đại cũng biết nấu ăn vậy? Hiện đại thì có thể là thích đi du lịch, là thích giao tiếp với bên ngoài, đó là pha lẫn chút hiện đại. Rồi em có cho người yêu em là nhuộm tóc, sơ móng tay, móng chân hay là mặc quần áo gọi là thoải mái chút xíu không? Em cũng một người suy nghĩ rất là hiện đại, cho nên những cái đó là ok, không vấn đề gì, nhưng mà xăm thì cũng được. Xăm mình, xăm báo, xăm hổ. Xăm một tí gì đó ở chỗ nào đó cũng không được ạ. Không được luôn. Nói chung là không thích xăm mình. Không thích xăm mình. Rồi. Tuổi tác, em có muốn tuổi tác như thế nào không? Tuổi tác em nghĩ là miễn nhỏ hơn em một vài tuổi thì được, không vấn đề gì. Em là sinh năm bao nhiêu? Dạ, em sinh năm 89. 89? Dạ. Rồi em muốn bạn gái là sinh nhiêu? Dạ, em cũng không quan tâm lắm chưa. Bạn gái sinh năm nhiêu em? Dạ, em sinh năm 90. Sinh năm 90 được không em? Dạ được ạ. 89-90 cũng được rồi. Cùng, được cùng tuổi với người yêu của em. Thôi, đừng có nói như thế. Không, mình đừng nhắc người yêu cũ nữa, bắt đầu từ hôm nay. Nha. Rồi bây giờ bạn gái muốn tìm mẫu người yêu lý tưởng thế nào em? Dạ mẫu người yêu của em là cao hơn em 1m7, không bị hói và không được mập quá, biết chia sẻ, biết chia sẻ và biết lắng nghe, là một mẫu người đàn ông của gia đình, không có gia trưởng, không được nóng tính, tại em cũng hơi nóng tính. Rồi gì nữa? Có điều gì em không thích ở người bạn trai không? Dạ em không thích bạn trai hút thuốc, với lại nhậu nhẹt quá đà. Nhậu nhẹt có chừng mực thì rất là tốt. Cảm thấy không uống nữa thì không có uống xỉn quá thì không có được uống cái chừng mực nào đó thôi. Xỉn là về ngủ đừng có quậy phá ha. Dạ đúng rồi. Để coi. Này cao dư, 1m7 dư. Rồi. Không hói, không mập, chuẩn. Không hút thuốc luôn, không uống rượu luôn. Không uống rượu luôn, được chưa? Quá chuẩn rồi. Dạ. Em có chịu làm dâu không? Dạ không chị. Không luôn hả? Nhưng mà hay lý do. Em thấy mới lớn lên em. Em thấy nhưng mà hai vợ chồng sống với nhau có thể sống riêng á thì mình có thể lo tốt được cho bên nội bên ngoại, còn sống chung với mẹ chồng thì nó sẽ xảy ra nhiều mâu thuẫn đó chị. Cái đó là suy nghĩ của em thôi, chứ bây giờ có ba mẹ chồng mình ở chung với bên nội là mình sanh con sanh cái, mình có đi đâu để cũng có người coi chừng con cháu giùm, mẹ chồng cũng như mẹ mình thôi. Cái suy nghĩ đó là sai rồi đó. Là sao bên đó muốn sao? Không muốn làm dâu. Bên đây có làm cần phải làm dâu không em? Dạ không ạ, hiện tại em đã có đất ở Bình Dương, tùy chị về xây nhà, còn bố mẹ em mình đang ở quê. Bố mẹ ở quê, còn anh em ở thì ở trong này.
mà em định lập nghiệp ở trong này luôn? Là em lập nghiệp ở trong này luôn. Dạ. Rồi. Thật sự mà nói không muốn làm dâu thì cũng suy nghĩ đó cũng phải là sai. Nhưng mà anh nghĩ rằng thời buổi này làm dâu thấy sướng hơn. Mẹ chồng rồi cha chồng rồi phụ giúp tất cả mọi thứ. Chính vì không hai chồng sống chung nhau nghĩ là hạnh phúc, vợ chồng son nghĩ hạnh phúc, nhưng mà tới hồi mà khi có con có cái rồi, công việc bận biểu gì lúc mà muốn đi đâu hai vợ chồng cũng đi không được. Đúng lúc rồi. Đó là em thôi ở nhà coi chừng con, chồng em đi một mình. Anh làm chương trình mẹ chồng nàng dâu anh thấy có những cái mẹ đâu chồng có ẩm con được lắm. Sao em rồi bây giờ nếu mà được khi nào mình tiến tới hôn nhân được không? Thêm một phần 3 tháng. 3 tháng? Dạ. Ủa sao gấp vậy? Dạ tại anh thấy cùng mọi thứ nó đã đi vào ổn định hết xong hết rồi đúng không? Dạ. Chờ cô dâu thôi đó. Dạ chờ cô dâu. À vậy ha. 3 tháng hơi nhanh à. Bây giờ em dành được bao nhiêu thời gian cho người yêu? Hiện tại thì công việc của em cũng khá là bận rộn, nhưng mà sắp tới thì em sẽ giảm bớt ạ. Hiện tại thì thứ bảy và chủ nhật ban ngày thì em không có phải dạy cũng như không phải là đi làm. Nhưng mà cũng có thể là 90 giờ đêm hoặc 1-2 giờ sáng em cũng vẫn phải làm việc. Tại vì em muốn lấy vợ sớm thì em phải có thời gian tìm hiểu. Dạ. Phải yêu nhau, phải chăm sóc mình mới biết hợp hay không hợp mình mới lấy được. Dạ. Đúng không? Chứ còn mình gì? Chưa ta làm mai không gặp mặt nhau, ta còn lấy nhau ở xưa đời khác anh ơi, bây giờ mình lấy nhau mình phải sống trọn đời trọn kiếp chứ. Giờ ngày xưa ta cũng đâu gặp mặt nhau, làm mai gặp nhau cũng sống ở đời kiếp vậy. Bây giờ ly dị rầm rầm đó anh ơi. Đâu có đâu. Ly dị. Nhiều người ta tìm hiểu 3 năm mới cưới có một ngày ly dị đó sao? Đừng có quan tâm chuyện đó, quan tâm cái chuyện là chúng ta có hợp với nhau hay không thôi. Để anh qua xem bên đây có hợp với em không ha. Được là 3 tháng cưới luôn không sao cả. Hello. Dạ em chào. Trời ơi dễ thương quá. Chào bên đàn gái. Dạ. Nãy giờ em tưởng tượng chàng trai bên đây tính tình như thế nào? Em suy nghĩ là anh bên kia tính tình như là người của gia đình, cũng hơi đúng nghiêm rồi. Túc. Anh này ảnh cũng kỹ tính lắm. Dạ. Chăm sóc kỹ lưỡng, một người có năng lực ha. Dạ. Nói chung là về cuộc sống anh này tương đối hoàn chỉnh rồi. Vấn đề chỗ là ảnh hơi đẹp trai chút. Em có ghen không? À, dạ, ghen thì em nghĩ là con bạn gái nào cũng có một cái ghen, nhưng mà mình ghen đúng thì nó phải ghen, không phải đụng cái gì cũng ghen. Cái nào mà có lý do thì mình nên ghen, còn cái gì cũng ghen vậy sẽ rất là dễ. Anh này hàng ngày tiếp xúc rất nhiều người đẹp, ở học viên vô học rồi thậm chí là cô giáo này kia rất là nhiều. Em có quản lý về giờ giấc không? À, dạ không. Không, khỏe là ha. Em không thích gì nhất ở tính đàn ông, cái gì mà ghét nhất? Em ghét nhất là bảo thủ anh. Bảo thủ? Gia trưởng. Đúng rồi, có bảo thủ của gia trưởng. Dạ không, em biết lắng nghe lắm. Nhớ nha. Dạ. Không ăn hiếp phụ nữ, bảo thủ gia trưởng là đàn ông là hay bị lắm. Dạ em không có. Không có. Dạ vậy là tốt quá rồi. Tốt, tốt quá rồi. Được. Cho em hỏi bạn gái một câu. Hỏi đi, em hỏi đi. Ví dụ như là khoảng 11, 12 giờ đêm anh còn nhắn tin với người khác ấy, là ý là trong công việc á, không biết là bạn gái bên đó có ghen không? Có thể 1-2 giờ sáng chẳng hạn bật dậy lật máy tính và nhắn tin đôi khi 2-3 tiếng đến 2-3 giờ sáng chẳng hạn, không biết bạn có ghen không? Mà nhắn cho ai? Tại ở trung tâm bên ngoài dạy tiếng Nhật thì còn là tư vấn xuất khẩu lao động du học Nhật cho các bạn trẻ Việt Nam. Chuyện không sao đâu. Nên là làm tầm 7 thì mình không bao giờ dám nằm trên giường mà mình nhắn hết trơn á. Mình nhắn 2-3 giờ khuya làm gì ai mà dám. Có mọc râu mọc nanh cũng dám nhắn 2-3 giờ khuya nữa. Chừng nào có chuyện đàng hoàng thì dám nhắn thôi em ha. Dạ. Nhưng mà em nghĩ giờ đó khuya quá rồi, không lẽ các bạn mà còn thức để mà nhắn tin. Không, nhưng mà khuya ở đây mà ở nước ngoài á, hiểu không? Tại ngoài. Vì bạn ấy làm việc chứ ở nước ngoài. Ừ. Cho nên là cái giờ mình khuya nhưng mà bên kia người ta là tối. Đúng thôi, thì dù mình trao đổi công việc chắc khuya. Dạ không sao chị. Không sao, tại vì đây cũng người ta cũng ở bên Hàn Quốc, về ta đi làm ta cũng biết mà. Rồi. Dạ. Cảm Samida. Tại vì bạn trai là mở trung tâm, nhưng mà bạn trai bạn là chuyên luôn, là tiếp tân chuyên sinh luôn, cho nên là phải làm việc với mấy bạn trẻ ở bên nước ngoài á. Của em hiện tại cũng nói chung hai bên đó là trai tài gái sắc á. Rồi được, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Bên kia xinh đẹp, bên đây cũng sáng sủa ha, hai người thông minh hết, học nước ngoài hết. Bây giờ mình hỏi thăm gia đình coi hôm nay em gái đi với sao? Ai? Dạ em đi với mẹ và dì với một người bạn. Có mẹ với dì nữa với bạn. Rồi cho gặp mẹ với dì ạ. Dạ đây là dì đúng không? Mẹ em. Dạ. Xin chào hai MC Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Cùng tất cả quý vị có mặt trong trường quay hôm nay. Tôi là mẹ của Thảo.
Thảo rất là ngoan hiền, dứt giác lắm. Trong việc nhà thì rất là gọn gàng ngăn nắp, biết rất là thương yêu cha mẹ. Rồi, thiệt tình mà nói bữa nay đi ghi hình nhưng mà tối này tôi ngủ không được á. Dạ. Sáng đêm tôi không ngủ được. Cô suy nghĩ gì cô? Thì muốn cho con mình gặp được một người như ý muốn của nó, nên cũng lo. Nhưng mà theo cô muốn một chàng rể như thế nào? Bữa nay đi thì thấy nhà cháu bữa nay thấy cũng được, nói chuyện thì cũng chững chạc chín chắn, cũng vui vẻ. Nói chuyện với cô vài tiếng đi. Cảm ơn cô ạ. Cô chào con. Dạ con hứa nếu mà có cơ hội thì con sẽ không để cô phải thất vọng. Cô cảm ơn con. Cô mong hai đứa cho nhau cơ hội rồi tìm hiểu nha. Dạ con cảm ơn cô. Thấy chưa, mẹ gương mặt rất là phúc hậu. Con gái cũng hiền như vậy đó, cũng phúc hậu như vậy đó. Rồi em đi với ai? Em đi với em trai của em. Đáng lý ra có hai em trai, nhưng mà em trai kế em thì làm bên luật sư nên hôm nay tòa án có việc cũng phải đi. Còn em trai út của em. Này là em trai út á hả? Dạ vâng. Rồi em ruột ha, em út. Đầu tiên thì em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và chào chị gái. Em là Chiến, em trai của Đức Anh ạ. Thì em có đôi lời nhận xét về chị gái bên đây. Thì ngoài hình là dễ thương, tính tình của anh hiện nay thì nói mà em nghĩ là có thể tìm hiểu của anh thì có thể hợp. Còn nói về em trai em thì một người rất là tuyệt vời em, một người người đàn ông của gia đình và đáng để em và các bạn trẻ học hỏi. Câu chuột của em là quá gặp chị thì cũng khen hò với chị dâu luôn nha. Rồi. Rồi. Tóm lại là nãy giờ nói chuyện thì mọi người thấy cũng rất là hợp lý rồi. Quan trọng là hai bạn cảm nhận về nhau thế nào thôi nhá. Xem trái tim mình có rung động hay không. Chúng ta chuẩn bị kéo hàng rào cho hai bên gặp mặt. Quay ghế lại đúng rồi. Chào em. Em cảm ơn anh. Rồi chúng ta nói chuyện đi. Các bạn có 2 phút. Dạ. Em xin. Dạ em cảm ơn anh. Em suy nghĩ thế nào về tình yêu? Em nghĩ là trong tình yêu thì phải tin tưởng nhau, phải chia sẻ, phải thấu hiểu cho nhau. Ví dụ như là anh bận rộn như vậy, anh chỉ có thể dành hiện tại, anh chỉ có thể dành cho em vào thứ bảy chủ nhật, thì không biết em có sắp xếp được thời gian hay là không. Dạ, công việc của em thì cũng thứ bảy chủ nhật em được nghỉ, cũng cuối tuần em cũng rảnh. Hiện tại em đang làm việc ở đâu? Em làm việc ở Phú Nhuận. Phú Nhuận. Dạ. Anh thì ở Bình Dương, gần Eon, Bình Dương. Eon, Bình Dương. Em biết đúng không? Dạ biết. Thì ví dụ như hẹn hò khoảng bao lâu thì chúng ta tiến tới hôn nhân được? Em nghĩ là khoảng 1 năm đổ lại thì được. Anh cũng nghĩ như vậy, nhưng mà nếu như hợp nhau quá khoảng 3-4 tháng thì có thể tiến tới hôn nhân không? Dạ cái đó thì tùy theo cái thời gian mình sau này mình hẹn hò với nhau thì mình mới biết được. Anh cũng nghĩ như vậy. Anh nghĩ là tình cảm thì cái hợp hay không hợp thì nó không hẳn là đã quan trọng, mà quan trọng là chúng ta có chịu thay đổi vì nhau hay không. Thì dạ. Không biết là em suy nghĩ gì về điều đó. Dạ em cũng nghĩ như vậy. Em cũng nghĩ là khi mà mình quen nhau hoặc là cưới nhau về thì cái tính cách của mỗi người để mà sống chung với nhau thì phải biết nhường nhịn nhau. Cái gì mà trước thì tính tình của mình nó hơi quá, thì bây giờ mình có thể là vì cái người vợ của người chồng của mình giảm xuống một chút xíu để mà cả hai có thể hòa hợp và sống hạnh phúc với nhau. Đúng rồi, anh cùng suy nghĩ giống như em như vậy. Thời gian hẹn hò thế nào? Ví dụ như là tối thứ bảy thì anh vẫn còn dậy. Nhưng mà không sao, anh có thể cho nghỉ, cho lớp nghỉ chẳng hạn. Nhưng mà ngày chủ nhật thì ví dụ như là em có thể dành cho anh khoảng thời gian nào thì được. Dạ, nếu mà chủ nhật anh rảnh thì anh có thể chạy qua Sài Gòn gặp em, hai mình đi chơi. Ví dụ như những lúc anh bận quá thì có khi nào em nghỉ em sẽ chạy xuống anh đâu? Dạ, nếu mà anh bận thì em cũng có thể xuống dưới Bình Dương cũng được. Em không quan trọng. Dạ,
Em sẽ bắt xe buýt em đi. Trời ơi thương quá thì phần đúng không ạ? Hiện tại là em làm ở Phú Nhuận nhưng em đang ở đâu? Em ở sống với một chị ở quận 12. Quận 12. Dạ. Còn nhà em là? Nhà em ở Củ Chi, ba mẹ ở Củ Chi. Ví dụ anh là người miền Trung vậy em có quan niệm gì về vùng miền hay không? Dạ không anh, suy nghĩ là người đó tốt là được rồi. Anh quan trọng như vậy. Tương lai thì con cái thế nào, ai thích con trai con gái gì đó nói rõ quan điểm luôn đi. Em thì em thích như thế nào? Dạ em thì nếu mà có con thì con trai con gái được thì quá tốt rồi, có nếp có tẻ. Còn anh thích con gái hơn. Mặc dù anh là con trai đầu nhưng anh thích con gái hơn. Con gái thì nữa sau này là con gái thì thương, rất là thương bố mẹ. Cũng tốt. Con trai cũng thương vậy. con gái hai bạn cảm nhận về nhau mẹ như thế nào trong lần đầu tiên gặp mặt? Lần đầu gặp mặt thì anh thấy em rất là dễ thương, hiền lành và đúng như mà những gì anh mong muốn. Em cảm ơn anh. Em cũng thấy anh rất là chững chạc, biết nói chuyện, rất là biết lo cho gia đình. Nếu như bạn em gái đồng ý bấm nút thì bạn trai hứa sẽ làm như thế nào với cô ấy? Bạn trai có thể đứng lên, mạnh dạn lên, thể hiện tình cảm với mình của mình với bạn gái đi. Đó, cao 1m7. Nếu em đồng ý bấm nút thì anh sẽ làm gì? Nếu như em đồng ý hẹn hò với anh thì anh hứa là không sẽ cho em tất cả, nhưng sẽ mang đến những cái gì mà anh có cho em, những gì tốt nhất cho em, không để em thấy buồn. Dạ, em cảm ơn anh. Có thời gian, những giây phút rất là ngắn ngủi, mắt chạm mắt, tim chạm tim, cùng rung động với nhau. Bây giờ chúng ta có khoảng thời gian 30 giây nhắm mắt lại cho các bạn. Đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Đây có phải là các bạn nhắm mắt lại, bây giờ xem giọng nói, nụ cười, những cái điều mà chúng ta vừa nói ra, nó có làm rung động cả hai trái tim hay không? Chúng ta có thể trao duyên ngay trong lúc này trước mặt gia đình, bạn bè và người thân chúng ta hay không? Hãy bấm vì trái tim các bạn nha. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Xin mời các bạn. Tôi thấy đây là một cặp rất đẹp đôi đúng không quý vị? Nắm đúng là trai bạn. Tài gái sắc, nắm tay nhau. Hợp lý lắm. Mẹ đang ngồi dưới. Một lần nữa, bây giờ bấm nút rồi. Chúng ta hãy nói gì với mẹ, rồi xin phép mẹ hôn em gái một cái. Con cảm ơn cô đã sinh ra một người con gái rất là tuyệt vời. Dạ. Thì con hứa nếu con sẽ chăm sóc em đầy đủ. Dạ, con xin phép. Con xin phép cô cái gì với em cho thơm má em. Đấy, cô gật đầu ấy. Rất dễ thương. Thật sự mà nói hôm nay em gặp một cô gái rất là hiền dịu. Đây là một người có thể là làm cho hạnh phúc gia đình có giá trị nhiều hơn ha. Anh nghĩ rằng hai em đã tìm thấy nhau rồi đó. Ngay từ lúc đầu với cái kinh nghiệm của anh đã làm mai làm mối rất là nhiều. Và đây là một trong những cặp đôi có thể nhìn ngay từ lúc đầu cái cảm giác là của nhau rồi. Hy vọng rằng chúng ta sẽ làm đẹp cái cuộc tình này hơn nữa. Chúng ta sẽ thông báo sớm cho bà con họ hàng một cái thiệp cưới nha. Yeah. Anh rất mong điều đó. Rất xứng đôi và rất đẹp đôi. Tay chúc mừng họ đi các bạn. Đây là những cặp vé xem phim của hệ thống cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Gửi tặng các bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây quà tặng dành cho hai bạn là một phiếu quà tặng trị giá 1 triệu đồng đến từ thương hiệu thời trang cao cấp The Couple TX. Còn hết. Còn. Còn máy giặt, máy quà lạnh. Tặng dành cho hai bạn là một máy nước nóng hiệu Senton để bạn gái cầm đi còn nữa. Ở đây, một máy nước nóng hiệu Atlantic gửi tặng hai bạn, tổng trị giá phần quà tặng là 7 triệu đồng. Đây là món quà đặc biệt dành cho các bạn. Một TV UBC TV đỉnh cao công nghệ Smart TV sẽ thuộc về các bạn.
trị giá 9 triệu đồng nếu như các bạn đồng ý kết hôn. Đẹp đôi lắm. Hôm nay tự nhiên tôi cũng cảm giác rất là hạnh phúc khi mà các bạn đồng ý bấm nút. Tuyệt vời lắm các bạn. Hình như hai trái tim này là một đấy. Cố gắng nha. Cố gắng nha. Chăm sóc cô gái. Tay trời gái sắt, nắm tay nhau nè. Nắm tay nhau, cố gắng nắm tay nhau thật mới được. Cho dù có bao nhiêu tiền, có bao nhiêu quà đi nữa, phải nắm tay nhau. Rồi, tìm hiểu nhau và sớm báo tin vui cho chúng tôi nha. Rất dễ thương. Quá tuyệt vời.